Huấn luyện viên Kiatisak chính thức trở lại Hoàng Anh Gia Lai để ngồi vào chiếc ghế nóng của đội chủ sân Pleiku ở mùa giải 2021. Kiatisak nổi tiếng là người tham vọng và tư tưởng đá cho vui, chưa bao giờ có trong từ điển của ông. Đó cũng là điều mà người hâm mộ đội bóng phố núi mong mỏi, cựu tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai sẽ xóa bỏ lối suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức của đội bóng nhiều năm nay. Với dàn hào thủ mà Hoàng Anh Gia Lai đang có cùng những bom tấn đang được đưa vào tầm ngắm, huấn luyện viên Kiatisak có đủ nguyên liệu để biến những tham vọng thành sự thật. Trần Bửu Ngọc. Thủ môn Trần Bửu Ngọc gia nhập Hoàng Anh Gia Lai từ đầu mùa giải 2020. Ngay lập tức, cựu thủ môn của Thanh Hóa đã chứng tỏ được giá trị của bản thân. Anh trở thành chốt trận chắc chắn nhất của hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai khi mà Trọng Sáng và Memovic thay nhau mắc lỗi. Mặc dù đội bóng vừa chiêu mộ thành công thủ thành Huỳnh Tuấn Linh từ Than Quảng Ninh, nhưng với những gì mà Bửu Ngọc thể hiện ở mùa giải trước thì rõ ràng huấn luyện viên Kiatisak sẽ tin dùng cựu cầu thủ của phố Hiến. Vũ Văn Thành. Trong những mùa giải vừa qua, Vũ Văn Thành luôn là sự lựa chọn số 1 bên hành lang cánh phải của Hoàng Anh Gia Lai. Trung bình mỗi mùa giải, hậu vệ 24 tuổi ra sân hơn 15 trận cho đội bóng phố núi. Người hâm mộ của Hoàng Anh Gia Lai hy vọng rằng huấn luyện viên Kiatisak sẽ về và giúp cho Văn Thành lấy lại được cảm hứng và phong độ cao như anh đã từng thể hiện tại Thường Châu năm 2018. Dương Thanh Hào. Sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai khi đem về trung vệ Dương Thanh Hào từ câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Thanh Hào có 16 lần ra sân ở mùa giải năm nay cho đội bóng phía Đông Bắc Bộ ở V-League 2020. Phong độ cũng như màn trình diễn xuất sắc của Thanh Hào giúp anh có tên trong đội hình tiêu biểu của mùa giải 2020. Damir Memovic. Sau mùa giải xuất sắc cùng Sông Lam Nghệ An, Damir Memovic quyết định đầu quân cho đội bóng phố núi hồi đầu mùa giải 2020. Thế nhưng mùa giải năm nay lại không được như ý với hậu vệ người Serbia khi anh khá nhiều lần mắc lỗi dẫn đến bàn thua. Thế nhưng đẳng cấp của Memovic là không phải bàn cãi. Chắc chắn huấn luyện viên Kiatisak hiểu được điều đó và ông sẽ có cách để biến cựu trung vệ của Sông Lam Nghệ An thành một lá chắn thép. Nguyễn Phong Hồng Duy. Giống như Văn Thanh bên cánh phải, bên cánh trái, Hồng Duy luôn là sự lựa chọn số 1 của Hoàng Anh Gia Lai vào những năm qua. Hậu vệ người Bình Phước được biết đến là một cầu thủ nhanh và kỹ thuật, nhưng thể hình đang là vấn đề mà Hồng Duy gặp phải. Rõ ràng với sự nghiêm khắc của mình, huấn luyện viên Kiatisak sẽ đòi hỏi rất nhiều ở Duy Pinky mùa giải tới. Tiền vệ trụ Dụ Quang Nho. Dụ Quang Nho là sự phát hiện thú vị của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải trước. Tuấn Anh Xuân Trường có thể đá thoải mái ở phía trên khi có Dụ Quang Nho làm nhiệm vụ thu hồi bóng phía sau. Cầu thủ dân tộc Chăm có thể lực tốt, chịu khó đeo bám. Sự trưởng thành của Dụ Quang Nho còn được thể hiện ở những đợt tập trung U22 Việt Nam khi được huấn luyện viên Park Hang-seo và các đồng đội bầu làm đội trưởng. Tiền vệ trung tâm Nguyễn Tuấn Anh. Đội trưởng Tuấn Anh chắc chắn là mắt xích không thể thiếu của đội bóng phố núi, bất kể dưới triều đại của huấn luyện viên nào. Nhãn quan, tư duy chiến thuật tốt, hoạt động không biết mệt mỏi, Tuấn Anh thực sự sẽ là quân bài quan trọng trong lối chơi của huấn luyện viên Kiatisak.
Lương Xuân Trường. Người hâm mộ vẫn đang chờ đợi cặp đôi Xuân Trường Tuấn Anh thể hiện những màn phối hợp đỉnh cao. Xuân Trường đang bị đặt dấu hỏi rất lớn về phong độ và tình chiến đấu trong thời gian qua. Huấn luyện viên Kieti Sắc về sẽ là liều thuốc kích thích để Xuân Trường tìm lại hứng khởi chơi bóng. Nguyễn Công Phượng. Sau một giải tương đối thành công ở khía cạnh cá nhân khi trở thành chân sút nội xuất sắc nhất ở mùa giải 2020. Ở mùa giải 2020 trong màu áo của thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng sẽ được Bảo Đức gọi trở lại đội bóng phố núi để chuẩn bị cho mùa giải mới. Với việc đã ổn định hậu phương, Công Phượng chính là ngôi nổ quan trọng của đội bóng phố núi. Nguyễn Văn Toàn. Cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ mùa giải 2020 rõ ràng là quân bài mà bất cứ huấn luyện viên nào cũng muốn có trong đội hình. Văn Toàn sở hữu lối chơi tốc độ, khéo léo và luôn ra sân với tinh thần cao nhất. Được làm việc với cựu tiền đạo Kieti Sắc, từng làm mưa làm gió tại sân cỏ Việt Nam, chắc chắn Văn Toàn sẽ trở thành mũi nhọn tấn công đáng gờm của đội bóng phố núi. Pedro Paulo. Cái tên chơi cao nhất trên hàng công của Hoàng Anh Gia Lai có thể sẽ là vô phản lưới V-League 2020 Pedro Paulo. Pedro đã chia tay Sài Gòn và nhiều thông tin cho biết anh sẽ về Viettel. Tuy nhiên Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang theo sát thương vụ này. Nếu có được chữ ký của Pedro Paulo thì đây sẽ là sự bổ sung cực kỳ chất lượng cho Hoàng Anh Gia Lai khi họ đã chia tay ngoại binh Chevoas. Trên đây là 11 cái tên theo quan điểm của chúng tôi. Một mùa giải đáng chờ đợi của Hoàng Anh Gia Lai với tân huấn luyện viên trưởng Kieti Sắc, một người cực kỳ hiểu Gia Lai. Cùng với đó là sự trở lại của Công Phượng. Chúng ta hãy cùng chờ những bản hợp đồng tiếp theo mà huấn luyện viên Kieti Sắc sẽ đem về Hoàng Anh Gia Lai trong mùa giải tới.